Chào các bạn, bây giờ mời các bạn đến xem một cây sưa của nhà anh Dũng. Đây anh Dũng đây, anh chú Dũng ơi. Bây giờ nhưng mà xem kiểm tra cái cây sưa nó đổ ra ao này nhá. Ừ, cây này thì nó cũng là tương đối là to đây. Cây này thì chú trồng được lâu chưa nhỉ? Cũng trồng bọn này. Thế là 16 năm, 17 năm này. Trong trước khi bà em còn sống rồi. 2006 hay 2007 đấy. Nhờ. Thì nó có ngày 17 năm rồi. Thế nhưng mà cây này là nó... Đây mùa này xưa thì nó chút lá. Hiện nay là nó chút lá hết, chỉ còn được những cái quả nó bám vào cái cành thôi. Chứ không phải là... Cây trên kia nhiều ít quả hơn cây này. Cây xưa nhiều quả này thường là nõi hơi nhỏ. Kinh nghiệm bây giờ càng dày quả càng nhiều quả thì nõi lại càng kém. Bây giờ ta kiểm tra xem vanh được bao nhiêu nhé. Lấy thước nha, xem vanh chắc là được 45-50 nhé. Đấy. Lên trên đi, cho ai đặt trên. Hả? Được 50 đâu. Đâu? 6 gần 60, 58. 60. 8 58 là mãi trên này. Ừ. Thế được 18 phân. Đường kính mà. Ừ. 2 18 phân à? Ừ. Ừ, nó tầm 18 19. 60 nó đã 20 đường kính rồi. 60 đã 20. Cái này nó mà cỡ 19 phân rồi. Bây giờ tôi kiểm tra xem nõi nhé. Khoan chậm nữa cho nó lại vào. Đấy, nõi đỏ rồi. Nõi đỏ rồi. Đây. Nõi đỏ sẫm rồi. Xưa này đúng là xưa đỏ đấy. Xưa đỏ sẫm rồi. Thế này là nõi đẹp rồi. Màu đấy là màu cứ màu đỏ sẫm sẫm tía tía là đẹp. Xem. Con này cũng chục phân nõi không được. Cái này khoan sâu hơn ở cái gì? Anh khoan mà cũng phải gần một phân nõi. Cái này 7 phân, cái kia có 6 phân rưỡi, cái này 7 phân. 72 14. Ừ. Mà 19 phân đường kính. Đấy. Thế thì đấy, cái này nõi chưa đạt. Chưa được. Thế là được cái kia là đạt nõi được người hơn 12. Thế thì như cái này thì nó ở đây thì cũng chả ảnh hưởng gì đúng không? Ở đây nhá, mà nó kệ lại cũng không phải là nó đổ vào công trình nhà mình, nó đổ ra cái xu thế đổ ra ao cho nó. Nó dụng ná dụng mấy thì nó cũng xuống ao thôi, không có vấn đề gì. Đại đỡ phải quét dọn ở trên kia. Ừ, ra xem thôi, chặt cành dưa ra xem cành nào cần chặt thì chặt đi, không mà bón đấy là cây này hiện nay mà nói mới vào loại 6, vừa tính là loại 6. Cây này loại 6 thì hiện nay là Trung Quốc không thu mua cây nói dưới nói dưới 10 là nó rẻ lắm. Nói 10 thì còn được, chứ nói 8 thôi. Nói 8 bây giờ là nó đã đưa vào cây công trình rồi, nó cũng không đưa vào cái cây Trung Quốc thu mua. Trung Quốc thu mua từ nói 10 giờ lên. Thế thì cây này là nếu như cây này là chỉ để mình cứ để, còn nhà gia đình có điều kiện thì cứ để nhá. Để vài năm nữa. Đây này, nhưng mà như này nhá,
chú để là chú như hôm nào ấy, có cái xào hay cái gì mà mình giật được mấy cái cành trong trong con này đi. Thì hôm nay giật đó. Thì mình nuôi cái thân này, chứ không nó sau nó to nó thành cái cành ra đấy là nó ảnh hưởng đến thân vỏ và lõi. Nên mình chỉ nuôi đúng từ đây từ cái hai cái chạc cái xuống. Lấy này mai lấy lõi là lấy từ kia xuống. Thế nhá. Thế là hôm nay tôi kiểm tra hai cây xưa, tôi kiểm tra cây xưa này. Và đánh giá cây xưa này là chưa đạt yêu cầu để khai thác lấy lõi. Lõi 6 thì không đạt yêu cầu. Thế thì qua đây các bạn xem là cũng biết và cách tính cho cây xưa nhà mình là sẽ đạt được bao nhiêu, lõi bao nhiêu. Nếu mà đạt được lõi 10 trở lên thì mới gọi là mới bán được. Nhưng dưới thì người ta cố gắng để và chăm sóc và bón vào. Bây giờ những cây này là nó gần ao này, mà xây gia đình xây quê này. Nếu có thì ta sẽ bón tưới vào khu vực này thôi, tưới vào gốc, tưới kali và tưới lân để cho nó phát triển chiều to của lõi. Thế qua đây thì tôi cũng kiểm tra và tôi cũng hướng dẫn các bạn xem để biết được và cũng kiểm tra được cây xưa nhà mình. Để khi nào có điều kiện, có đạt được lõi 10 trở lên thì có ý định bán thì gọi anh em thợ. Đấy, thì mình nắm được chương trình cây xưa nhà mình như vậy. Đi. Thế tôi đã kiểm tra xong cây xưa. Chào các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để xem các video tiếp theo. Xin chào. Vợ đi. Kia để con trai con gái. Con trai. ที่เข้าร่วมโครงการแบบทางไอโอเมื่อตกค่ะแล้วมันสำหรับหลังนี้ค่ะก็เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผงชูรสของเราค่ะ xưa rất là tốt rồi, cao 50 phân rồi, rất rẻ, giá rất rẻ. Đang chờ xe nhá, đang chờ xe để lên về Hải Dương nhá.